lớn lên,
chị có rất nhiều đan nhỏ lắm, nhưng chị có một đan nhỏ đó trổ thôi. Trong cái đám đó chỉ có một đan nhỏ vượt trội, còn cái đan nhỏ vượt trội đó nó sẽ trưởng thành, nó rụng trứng và nó tham gia về hiện thực thụ tinh nếu nó có tình dục, đúng không? Nhưng nếu mà em sử dụng thuốc kích thích để em lấy được nhiều trứng trưởng thành thì nó mới có được nhiều đan nhỏ trưởng thành, hiểu không? Tự nhiên thì chỉ có một, thấy chưa? Cái này người ta sẽ áp dụng để người ta kích thích trứng để người ta lấy được nhiều trứng, người ta giữ hoặc là người ta thụ tinh trong đó, hiểu không? Cái này là áp dụng trong sự hỗ trợ. Thì đây em thấy một cái đơn vị nó có một đòn thì nó phát triển, trong cái đòn thì nó phát triển này sẽ có một cái đang nổi vượt trội và đã lớn lên. Khi mà nó đã lớn lên thì người ta gọi là năng nổ chín, còn năng nổ trưởng thành hoặc là năng nổ đó. Năng nổ này nó sẽ rụng trứng. Rồi cái phần còn lại của cái năng nổ trưởng thành sau khi trứng nó đã phóng ra rồi, nó nổ nó được phóng ra thì cái phần còn lại người ta gọi là hoàn thể. Nhưng không phải tự nhiên mà nó làm được chuyện này. Có phải có cái xúc tác hoặc cái gì đó tác động lên chứ không tự nhiên mà nó phóng. Như vậy thì nữ
gì thì nó tiết ra từ đâu, hay cái này được tiết ra từ đâu ở buồng trứng? Một cái chu kỳ kinh nguyệt bình thường ở người nó diễn ra một cách
có tính chất chu kỳ nhé, đều đặn nhưng nó phải trải qua hai chu kỳ là chu kỳ tử cung và chu kỳ buồng trứng. Mỗi một cái chu kỳ như vậy thì nó lại chia làm hai ba. Ví dụ ở chu kỳ tử cung, ở chu kỳ buồng trứng chẳng hạn, thì nó chia làm hai pha. Thì cái tên gọi của mỗi pha nó sẽ không biết ăn nó. Bây giờ tôi giả sử một cái người này hành kinh, ví dụ là 25 ngày. Đây là cái ngày hành kinh đầu tiên, và đây là ngày thứ 28 là ngày hành kinh đầu tiên của cái điểm này. Vậy thì ngay cái ngày hành kinh đầu tiên là thứ nhất, niêm mạc tử cung nó sẽ bong ra, lập tức niêm mạc tử cung cũng sẽ được tái tạo. Bằng cách nào để nó tái tạo? Khi niêm mạc tử cung bong ra thì lúc này hả đồ nó sẽ bảo cung tiếng yên tiến lại thăm. Thì ngay cái ngày thứ nhất anh hát được tiếng ra, anh hát nó là đường dài này, anh hát được tiếng ra. Trong quá trình những cái đai ngọn này phát triển thì phải dựa vào, nhờ vào sự tác động em đó. Em sẽ được tiết ra từ từ và các nang nõn này sẽ được lớn lên dần dần. Khi nang nõn lớn lên, em có thể phát triển các nang nõn, thì các nang nõn này sẽ biết estrogen. Estrogen sẽ tác động lên cái niêm mạc tử cung. Như vậy thì nửa đầu của chu kỳ kinh là chu kỳ buồng trứng, nửa đầu đó chính là giai đoạn của các nang nõn phát triển, thì người ta gọi là giai đoạn nang nõn, ta gọi là pha nang nõn. Có nghĩa là chu kỳ giai đoạn này mà pha đầu tiên từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 11 thì người ta gọi là pha nang nõn, tại vì các nang nõn phát triển. Khi các nang nõn phát triển sẽ biết là estrogen sẽ tác động lên niêm mạc tử cung, làm cho niêm mạc tử cung nó dày lên, ta gọi là giai đoạn tăng sinh niêm mạc tử cung. Thì đứng với đa trang cái chu kỳ tử cung, hoa đầu tiên người ta gọi là hoa tăng sinh niêm mạc tử cung, có nghĩa là lúc này niêm mạc tử cung chịu sự tác động duy nhất chỉ có estrogen. Estrogen làm niêm mạc tử cung nó nhảy lên, ta gọi là giai đoạn tăng sinh. Niêm mạc tử cung nhảy lên thì lúc này các cái tuyến niêm mạc tử cung và mạch máu của niêm mạc tử cung nó bắt đầu nó dài lại. Cho đến ngày thứ 14 của chu kỳ kinh sẽ có một cái nang nõn trưởng thành. Lúc này estrogen sẽ không có tiết ra nhiều nữa mà nó sẽ giảm đi. Nhưng sẽ có một cái cơ chế phản hồi với cái tác động ngược trở lại lên tuyến yên. Estrogen đã đủ rồi thì tuyến yên lúc này chỉ tiết là eo, chỉ trong vòng một vài ngày thôi hay là sẽ tiết ra rất nhanh, đạt được tích cực điểm là cái sẽ gấp 5 đến 10 lần. Còn hay là nó đạt cực điểm thì mới đủ để nó kích thích hoạt động. Nồng độ hay là nó không đủ nó cũng không hoạt động được. Khi cái lỏng bào được phóng ra thì lúc này bạn sẽ được hình thành, nghĩa là nó bước qua cái giai đoạn nửa sau của chu kỳ kinh. Thì bắt đầu từ ngày thứ 14 của chu kỳ kinh 28 ngày cho đến nửa sau của chu kỳ kinh, pha buồng trứng này đã gọi là pha quản thể. Nhưng dù có nói là bây giờ quản thể nó sẽ tiết ra progesterone tương ứng với lại cái chu kỳ tử cung, nhưng mà chịu sự tác động của estrogen và progesterone. Tại vì lúc này buồng trứng nó sẽ tiết ra estrogen và progesterone, và chủ yếu là hoàng thể sẽ tiết ra progesterone. Hai cái chất này tác động lên niêm mạc tử cung, người ta gọi là giai đoạn giới tiết. Giai đoạn này nếu như cái lúc mà cái nõn bào được phóng ra và tinh trùng thì nó sẽ tạo thành thụ tinh, thụ thai. Thì cái thời điểm này progesterone được tiết ra, nó sẽ chuẩn bị cho cái niêm mạc tử cung ở vào giai đoạn kế tiếp đủ
để cho cái trí nó làm tổn. Khi em học về cái sinh lý thụ tinh ấy, em nhớ rằng ở cái ngày thứ 14 trứng được phóng ra là tinh trùng nó sẽ thụ tinh, thì trứng thụ tinh ở đâu? 1/3 ngoài bờ trứng. Sau đó nó rong chơi, nó đứng ở đó một vài ngày để cho cái phôi nó lớn lên nhá. Từng giai đoạn bắt đầu nó quay ngược trở lại để đi vào bộ tử cung. Từ 1/3 ngoài bờ trứng, trứng thụ tinh sẽ di chuyển vào trong bộ tử cung, tại vì nó phải chờ cho cái niêm mạc tử cung này ổn định. Giống như em muốn xây nhà, có nghĩa là cái trứng muốn làm tổ, thì cái nền móng nó phải giữ chắc, nó mới làm tổ được, thì nó mới cho ra một cái thai kỳ khỏe mạnh. Nếu mà cái nền móng này không chắc, giống như cái nhà thôi, móng không chắc thì nó sập thôi, vậy thì nó sẽ đưa đến hiện tượng sản thai, hiểu không? Nếu cái trứng em không ổn, thì nếu như ở cái giai đoạn này mà cái hoàng thể nó suy, là bồ rác tiết nó không đủ, nhưng mà tử cung không được chuẩn bị tốt để cho trứng làm tổ, thì lập tức nhé, hoặc là tùy thuộc vào cái
là do 200 mạng tự ra đấy. Nhưng một cái chương trình sinh lý bình thường em phải nói như thế này, cô đã nói là cái giai đoạn này một cái chương trình sinh lý thuộc giai đoạn năng động, còn giai đoạn nữa sau chương trình là cố định nhưng em không biết được, do đó không có chỉ người ta. Đứa bắt đầu ở khúc cuối, ở khúc giữa là chặt. Hiểu không? Bây giờ đứng lại tiếp này. Bây giờ, bác sẽ không có chuyện gì kinh nguyện. Nhưng mấy em phải nhớ như thế này. Có những chuyện gì không đủ mạnh nữa. Bây giờ, chuyện gì nào không đủ chính này. Bây giờ bắt đầu tới thời kỳ hoạt động sinh dục của người phụ nữ, thì đây là một cái đó, một là trước dậy thì, là từ lúc bé em mới sinh ra cho tới khi nó dậy thì nó phải trước dậy thì, cái đang dậy thì cái đoạn hoạt động sinh dục và cái đoạn ẩm thực, được chưa? Thế nào gọi là dậy thì? Sự hành sinh đầu tiên đánh dấu tuổi dậy thì, ha, hiểu không? Như bé gái này từ lúc nó mới sinh ra cho tới khi nó 10 tuổi thì nó tự nhiên nó đầu nó có tình là nó sẽ bước qua giai đoạn thứ nữa đấy. Vậy thì tuổi dậy thì bình thường là bao nhiêu? 11 cho đến 13 tuổi là nữ. Cô đang nói là nữ thôi. Vậy thì trước dậy thì sao? Tôi gọi là từ khi trước dậy thì từ lúc bé gái được sinh ra cho tới khi nó dậy thì lúc này cũng như hoạt động không? Hoạt động, hoạt động về mặt khối quá em nhỏ nhưng hoàn toàn trên nền mặt là tim, hiểu không? Nãy có nói rồi, từ lúc nó mới sinh ra thì nó còn trên nền nhỏ, còn chứ nó khối quá dần dần cho tới khi nó tới tuổi dậy thì nó còn được 20 đến 30 ngày nền nhỏ, hiểu không? Nhưng mà không bao giờ tiết ra là tim, hoàn toàn trên nền mặt là tim. Như vậy trước cái tuổi dậy thì 2 năm, bé gái này sẽ có cái biểu hiện phát triển bộ phận sinh dục thứ 3. Ví dụ như 9 tuổi, 11 tuổi nó có tình thì bắt đầu 9 tuổi bắt đầu nó xuất hiện sự phát triển bộ phận sinh dục thứ 3 rồi thì xuất hiện nào? Mặc dù đẳng là xuất hiện đầu tiên. Tại sao nó phát triển đó? Em trở lại tác động của cái là tác dụng của bộ phận sinh dục, tác dụng estrogen lên cơ quan sinh dục nữ. Nó tác động đâu? Tác động lên vú bộ phận sinh dục, hiểu không? Âm đạo, âm hộ, âm đạo, cổ cung, tử cung, tiên chú. Như vậy thì 2 năm đầu tiên trước khi nó dậy thì sẽ có bộ phận sinh dục thứ 3 phát triển. Bộ phận sinh dục phát triển đầu tiên là mặt, là tiên chú. Tiên chú, estrogen là nó tác động lên tiên chú, làm cho tiên chú nó phát triển nó vượt lên. Do đó em thấy một số bà mẹ rất là lo lắng mà bây giờ nó lại chuyện mà dậy thì sớm nữa. Như cái 7 tuổi, 8 tuổi tự nhiên nó có một cái con vú, bà mẹ lo quá dẫn tới đi khám, nó là con tôi bị con vú nhưng thực sự không phải. Chúng ta thấy nó không phải là một cái u mà nó là cái mầm vú, có thể xuất hiện trong bao khoảng thời gian đa số một tuần. Bạn thấy không bao giờ một phụ nữ nào mà hai cái bọn vú mà nó 10 cả, có thể là nó 90 hoặc là 80, nó chỉ bình thường. Vậy thì bộ phận sinh dục thứ phát phát triển đầu tiên là mầm vú xuất hiện, sau đó là do sự tác động của estrogen ở đâu mà có? Thì trước tuổi dậy thì cái xung động từ trục hạ đờn bắt đầu nó tiết, nó khởi động để nó tiết ra estrogen này hả? 2 năm đầu tiên trước tuổi dậy thì FSH đã được tiết ra rồi, đúng không? Khi FSH được tiết ra thì nó sẽ tác động lên vùng trước, nó làm cho các năng lượng phát triển, các năng lượng phát triển, hiểu không? Nhưng em làm hết tiết ra chậm nữa, nghĩa là sau tuổi dậy thì 2-3 năm sau thì em đã có bắt đầu tiết ra, mà có ai là các tiền chứng nó rụng được, đúng không? Hồi nãy cô có nói rồi, có hiểu chưa? Thì cái tuổi dậy thì đa phần là không có rụng trứng, tại vì em chưa được tiết ra. Chính vì vậy mà chu kỳ một cái bé điều, hiểu không? Em là bắt được tiết ra thì chu kỳ
điều đặn. Biết chưa? Ở đây nó có cái chuyện là rối loạn tinh trung nguyệt tuổi kỷ thìn. Hiểu không? Ủa, cô nói chị tỵ. Người ta nói rằng là cái sự bong cái mặt của cung chỉ xảy ra khi có hiện tượng chênh lệch giữa cái nồng độ, nghĩa là cái tỷ lệ estrogen và progesterone nó chênh nhau. Thì nó có hiện tượng bong cái mặt của cung. Sao cô này nói không có progesterone thì làm sao mà bong cái mặt của cung? Thì người ta nói rằng đây trong bài cũng nói luôn. Cái nguyên đó. Thì làm nguyên đó. Đây. Cái nguyên đó. Còn xem lần thành cái đầu tiên là do sự sụt giảm chính estrogen đơn thuần. Sự sụt giảm đơn thuần estrogen thôi. Nha. Như vậy thì khi estrogen được tiết ra là do FSH được tiết ra trước khi có hiện tượng hành tinh. Cái năng chất của dạy thị để một phần sử dụng phát triển thì mặt nước xuất hiện lông mô lông mắt xuất hiện. Thế đó là lông mô lông mắt. Lông mô lông mắt là tại sao? Là do nó có androgen. Androgen được tiết ra từ đâu? Tuyến thượng thận và tế bào rốn ruột. Thấy chưa? Vậy thì đồng thời sau đó dưới sự tác động của androgen nó sẽ kích thích lên cái hệ sụn làm cho sự tăng trưởng của chiều cao. Tại sao? Estrogen nó sẽ giúp cho xương hấp thu canxi. Mà ở giai đoạn này hấp thu rất là nhiều, do đó khoảng 1 năm cô bé gái có thể nó tăng lên khoảng từ 7 đến 10 cm, nó cao. Nha, như vậy thì hồi nãy cô nói đó, sự tăng trưởng của cơ thể và sau đó, 2 năm sau đó thì nó có hiện tượng hành tinh. Khi nó hiện tượng hành tinh là cái gái này đã bước qua cái tuổi tình dục. Không như là nó trở thành một cái tuổi em thấy thì nó có kinh, em thấy kéo ra tự nhiên nó kéo lên, em thấy nó ré mà 11, 12 tuổi mà khi nó có hành tinh đầu tiên là nó còn thế nào rồi. Nhưng mà những cái gái mà nó dậy thì sớm thì có dậy lại nó sẽ cao đó, nhưng mà sau đó sẽ được dậy thì cũng tuổi thì được. Rồi bây giờ cô trở lại cái chuyện này, nếu như sự hành tinh đầu tiên xảy ra estrogen tiếp tục được tiết ra thì nó sẽ bắt đầu tác động lên đâu, nó sẽ làm cho ông âm đạo nó dài ra, tử cung nó bự lên, có nghĩa là thân tử cung bự lên. Bình thường trước tuổi dậy thì cái tử cung nó bằng nhau, nhưng mà khi có estrogen thì nó sẽ tác động lên cái cơ trên thân tử cung, nó làm cho cái thân tử cung nó bự lên, tử cung thì nó bự lên, hiểu không? Thì lúc đó nó bắt đầu tạo thành giá của tử cung, hiểu chưa? Rồi tiếp tục nó phát triển thì bắt đầu nó có kinh là nó giải thể. Khi nó có giải thể dù hiện tượng hành tinh đúng như không xảy ra mà hệ có kinh là nó tăng sinh học, hiểu không? Bây giờ sự các cơ quan sinh dục nó tiếp tục nó được phát triển và hoàn chỉnh trong quá trình hoạt động sinh dục, có nghĩa là trong tổ hoạt động sinh dục thì nó bắt đầu nó hoàn chỉnh. Tổ hoạt động sinh dục sau 2 năm tuổi dậy thì dịch em đã được tiết ra, lúc này vòng kinh bắt đầu nó sẽ đều đặn là do nó có đủ trứng. Những chu kỳ kinh không đều đặn là chu kỳ kinh đa số là không đủ trứng. Chu kỳ kinh không đều, những chu kỳ không có mỏng, không đủ trứng, không có mỏng thường xảy ra ở những người nào? Những người ở tuổi dậy thì, những người ở tuổi tiền mãn kinh và những người có bù trứng đa năng, hội chứng bù trứng đa năng. Hội chứng bù trứng đa năng dường như là nó rối loạn trong mỏng, nó rất là nhiều men mỏng nhỏ. Em thấy những cái cô gái mà rạng đông, béo phì, mụn như cá, bình thường năm nó có hai lần. Sau đó nó có chọn thêm mụn. Đó là những cái dấu hiệu của hội chứng bù trứng đa năng. Đa số là nó không có đụng trứng. Bụng trứng nó rất là bình thường nha, nhưng mà nó không có đủ trứng, nghĩa là nó rất là rất nhiều gan đỏ nhưng mà nó không có gan hơn, tại nó không có đủ trứng chứ rất là khó. Thì khi nào khó nó phải là nó bây giờ tới thời điểm mà hoạt động sinh dục rồi
thời điểm này kéo dài 30 đến 35 năm, và là cuối cùng là thời điểm mãn kinh. Thời điểm mãn kinh có nghĩa là người phụ nữ này không còn kinh nữa, nghĩa là người ta có kinh bình thường. Sau đó người ta bắt đầu bắt đỏ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái chu kỳ của họ không đều, có lẽ là nó dài ra, nghĩa là lâu không có một lần, hoặc là nó nhập lại nó bắt đỏ mà. Rồi nó bắt đỏ như thế trong vòng 2 năm và nó không kinh. Mà khi họ không còn kinh hạn mục trong vòng 1 năm hoặc là 2 năm, tùy theo tác giả hồi xưa người ta nói 2 năm thì mới gọi là mãn kinh. Bây giờ người ta cho phép 1 năm họ không kinh, được quyền nói là mãn kinh. Tuy nhiên người mãn kinh thì ở trong này nói là không có khả năng có hại. Thế nhưng Ivan có ghi nhận sau mãn kinh 10 năm vẫn tồn tại, mà bây giờ người ta vẫn ghi nhận 6 điều 1 thì người ta cũng không giải thích được tại sao. Có thể là còn một cái dính nào đó nó ẩn trong cái vùng chân rồi nó rụng, một cái sự hướng dẫn nào đó thì nó rụng, đúng không? Người ta giải thích như thế này, em thấy cái hiện tượng cũng là một cái hiện tượng đã không có tình, đúng không? Người phụ nữ này không có tình nhưng bản chất hay người khác nhau, bản chất của cái đứa mà nó trước địa thì nó không có tình hoàn toàn khác với cái người mà bản tình không có tình. Mặc dù đừng không tin thì người này đi ra không có tình, bản chất khác nhau là tại sao? Ở một cái người trước tuổi dậy thì không có tình là tại vì sao? Cái vùng chân có của bé gái này màu mỡ, có nghĩa là cái kho của nó chứa rất là nhiều vật, như một cái kho hàng hóa rất là nhiều, rất là giàu, nhưng nó không có chịu hết để mở. Là tại vì sao? Là cái việc trực hạ đời của cái vùng của nó chưa ổn định, hiểu không? Nó chưa có hoàn chỉnh, nó mới bắt đầu khởi động thôi. Do đó là cái chìa khóa mà mở, nó không có mở được thì nó đâu có, nó đâu có cái hiện tượng của chúng nó không có xảy ra. Ở cái người mà mãn kinh rồi á, thì cái trực hạ đời cái em họ đã hoàn chỉnh, ổn định, có chìa khóa đàng hoàng, nhưng mà mở ra nó không rộng. Cho nên hiểu như thế thôi. Đó là cái bài xử lý của bạn.
trong 2